place aux jeunes maintenant. Nous, les personnes âgées, on a fini. Je vous tire ma révérence et je vous dis à l'année prochaine. J'ai fini mon programme. Je vais laisser place aux jeunes. Maintenant, je vais me restaurer parce que je suis très fatiguée. Merci à tous. Merci. Thank you so much. Where are you from? You're from England. Bạn ở Phần Trang, xã Thứ Tây, Ông Lê, Tây Mơ, Trang Mèn. Bạn lý hai chi ca vì vọt tư này sở mai ca là bạn vô tha cùng mà đái chơi chiêng đặc mai đây là con chiêng bà răng phong chiêng ông lê bò bà kiệt bà ai sông hòa côn ai nâng miên bằng to tiết rư coi giang mạch bà chẳng sông nhẹ chấm riêng bò rán bà mẹ bò rán bàn tên nó cứ thả bà nhẹ chấm riêng đặt trái chiêng bà to tiết bà sông hòa côn sông chơi
Thank you.
Thank you.